Mỹ Tho, Vĩnh Dầu, Vĩnh Thạnh. Mệt quá. Chạy từ thành phố Hồ Chí Minh vào Cần Thơ qua Kiên Giang. Bây giờ đang nghỉ ở quán cà phê Vong, thị xã Cai Lậy. Thank you.
Bình thì giản dị hơn Sài Gòn nhiều. Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp quá. Hello. Đây là gấu đực hay gấu cái? Gấu đực hay gấu cái? Dạ. Đây là gấu đực hay gấu cái đó. That's pretty fair. Gái miền Tây bên kia. Ok rồi. Ok là rồi. Ok. À, một góc. Vào đây ngắm gái miền Tây là hết muốn về nhà luôn anh em ạ. Trắng thật, trắng trẻo, xinh đẹp, tuyệt vời luôn. Đây là cái gì? Ủa, cho mặt cái là cóc siêu chua. Cóc chua 7 cấp độ. Không, cái này cana. Cana. Cana, cana cũng phải cóc nha. Cana. Thôi bình thường. Ồ, tiểu vậy. Đây là quả gì đây ạ? Dạ, cái đó chùm chuột. Chuối. Chùm chuột, cái quả chuối. Chùm chuột. Ăn gì chị? Đi. Cana muối hay cana đặc chị? Cana muối. Cana. Cana. Đây là quả na. Đây là quả na. Ơ chấm à. Mày quay cảnh ăn chua lét đấy. Ơ muối có chấm được đâu. Mặn nó chấm gì á. Nó không chua mà chặt. Chặt hơi chặt. Ăn bỏ luôn á. Đâu quán rượu rồi ở nhỉ?